Hai bên Trung Quốc tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Lãnh đạo Đài Loan, ông Tập có thể sơ chuyển tình thế xuyên eo biển vì áp lực nhiệm kỳ 3. Đài Loan thề sẽ tự bảo vệ mình sau khi ông Suga chứng minh lập trường của Nhật Bản. Anh vệ tinh đội hình toàn Mỹ áp sát Liêu Ninh. Ủy ban Ngoại giao Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua luật cạnh tranh chiến lược ủng hộ Đài Loan. Chuyên gia Đài Loan, Mỹ có ít nhất 10 cách để đánh bại Trung Quốc. Ý kiến các thủ đoạn bành trướng gian dối của Trung Quốc. Quý vị đang theo dõi một tin eo biển Đài Loan mới nhất ngày 23 tháng 4 của DKN TV. Và sau đây là các nội dung chi tiết. Hai máy bay quân sự của Trung Quốc tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan vào hôm thứ Tư, ngày 21 tháng 4, đánh dấu lần xâm nhập thứ 18 trong tháng này một máy bay trinh sát Sanji Y-8 của quân đội Trung Quốc và một máy bay tác chiến điện tử Sanji Y-8 đã bay vào góc Tây Nam, vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, theo Bộ Quốc phòng nước này. Đáp lại, Đài Loan đã cử máy bay phát cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để theo dõi máy bay Trung Quốc. Kể từ tháng 9 năm ngoái, Bắc Kinh đã tăng cường chiến thuật vùng sánh bằng cách thường xuyên đưa máy bay vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, với hầu hết các trường hợp diễn ra ở góc Tây Nam của khu vực này. Ban đầu, những cuộc xâm nhập này thường được thực hiện bởi 1 đến 3 máy bay phản lực cánh quạt bay chậm. Tuy nhiên, trong tháng trước, Trung Quốc đã bắt đầu gửi các cuộc tấn công lớn hơn, bao gồm máy bay chiến đấu J-10 và bay J-16, và vùng nhận dạng của Đài Lan. Chuyến thuật vùng xám được định nghĩa là một nỗ lực hoặc một loạt các nỗ lực ngoài khả năng răng đe và chỉ ở trạng thái ổn định nhằm đạt được các mục tiêu an ninh mà không cần sử dụng vũ lực trực tiếp và quy mô lớn. Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Đài Lan, Máy bay Trung Quốc đã bị phát hiện xâm nhập vào trong vùng nhận dạng của Đà Lan 18 lần vào tháng 3, 17 lần vào tháng 2 và 27 lần vào tháng 1. Năm ngoái, chúng đã được quan sát 19 lần vào tháng 12, 22 lần vào tháng 11 và 22 lần vào tháng 10. Theo người đứng đầu Hội đồng các vấn đề đại lục của Đà Lan, MAC, sự xuất hiện của một liên minh toàn cầu để chống lại các hành động của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương mang lại các nguy cơ và cơ hội cho Đà Lan nhận xét của ông Khâu Thái Tam trong cuộc phỏng vấn với CNA hôm thứ Ba, ngày 20 tháng 4. Phản ánh cách tiếp cận lạc quan mà ông đã thực hiện kể từ khi được bổ nhiệm làm giám đốc Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan vào tháng 2, ngay cả khi quan hệ của eo biển Đài Loan vẫn còn bế tắc. Ông Khâu nhận định, từ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Tổng thống Joe Biden đã có một hệ thống toàn cầu hình thành với mục đích chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Khâu nói, đối với Đài Loan, các nỗ lực quốc tế nhằm đối đầu với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực khác nhau mang lại có nguy cơ và cơ hội. Và trong ngắn hạn, các cơ hội dường như lớn hơn. Về mức độ nguy hiểm, ông nói, có nguy cơ những động thái này sẽ kích động Trung Quốc, khi nước này phản ứng theo những cách cực đoan hơn bao giờ hết, hoặc chỉ đơn thuần là tiếp tục khẳng định mình thông qua ngoại giao chiến lan đối đầu. Nhưng cũng có những lý do để tin rằng Đại cục Sản Trung Quốc sẽ không phản ứng theo cách này. Với một trong những yếu tố chính là triển vọng tương lai của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông nói, Đại cộng sản Trung Quốc sẽ tổ chức đại hội đảng lần thứ 20 tại Bắc Kinh vào năm tới. Lúc đó, ông Tập được cho là sẽ được bổ nhiệm nhiệm kỳ thứ ba với tư cách là nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc. Để bị minh cho việc phá vỡ giới hạn truyền thông hai nhiệm kỳ, đối với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, ông Tập sẽ phải đối mặt với áp lực phải đạt được một số thành công về chính sách. Ông Khâu nói thêm, rằng điều này có thể sẽ tạo động lực để ông Tập theo đuổi việc cải thiện quan hệ xuyên eo biển. Nói một cách hợp lý, ông Tập cũng có thể áp dụng một cách tiếp cận mới đối với hình ảnh của Trung Quốc ở nước ngoài. Chỉ để sửa chữa một số thiệt hại do chính sách ngoại giao hiếu chiến và chủ nghĩa bành trướng quân sự của nước này trong những năm gần đây. Ví dụ, những nỗ lực của Trung Quốc nhằm thực thi các yêu sách của họ ở Biển Đông đã bắt phải sự nghi ngờ và ác cảm. Ông Khâu cho biết, và không nhà lãnh đạo nào muốn nhiệm kỳ của họ được ghi dấu bởi những căng thẳng về kinh tế và chính sách đối ngoại, hoặc thậm chí là xung đột. Đài Loan đã tuyên bố sẽ bảo vệ an ninh của chính mình, khi Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga khẳng định rằng không có khả năng để lực lượng Nhật Bản hỗ trợ bảo vệ hòn đảo nếu xảy ra xung đột vũ trang. Bà Giang An, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đài Loan, cho biết hôm thứ Năm, ngày 22 tháng 4, nhiệm vụ không thể lay chuyển đối với chúng tôi là bảo vệ an ninh quốc gia của chính mình và Đài Loan sẽ tự mình gánh vác trách nhiệm bảo vệ nhà cửa của người dân và bảo vệ đất nước. Thủ tướng Nhật Bản Suga hôm thứ Ba nói với cơ quan lập pháp của Nhật Bản rằng Đài Loan có được đề cập tới trong một tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp của ông với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thứ sáu tuần trước, nhưng nó không nhắc tới sự tham gia của quân đội Nhật Bản. Hôm thứ Năm, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết trong một tuyên bố riêng rằng Liên minh quốc phòng Mỹ, Nhật là nền tảng của hòa bình và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương và tham chiếu trong tuyên bố chung phản ánh sự đồng thuận mạnh mẽ của hai nước về an ninh trong eo biển Đài Loan và Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Tuyên bố cũng lưu ý rằng ông Suga trước đó đã nói rằng quan điểm của Nhật Bản là giải quyết tranh chấp xuyên eo biển bằng biện pháp hòa bình. Sau đó, tuyên bố khẳng định, chúng tôi hàng nghênh mối quan tâm của xã hội quốc tế về hòa bình và ổn định xuyên eo biển và trách nhiệm của chúng tôi là bảo vệ an ninh quốc gia của mình. Đài Loan sẽ tiếp tục liên lạc và hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ, Nhật Bản và các quốc gia cùng chí hướng khác trong việc duy trì sự ổn định xuyên eo biển và duy trì an ninh và thịnh vượng ở khu vực ống Độ Dương, Thái Bình Dương. Sau khi Hải quân Hoa Kỳ đăng ảnh trên trang web chính thức của mình, cho thấy thuyền trưởng của khu vực hạm Aegis dòng Park của USS Mustin DDG-89, hạm đội 7 đang gác chân trong khi quan sát hàng không mẫu hạm liêu ninh của Trung Quốc nó đã thu hút sự chú ý quốc tế. Mới đây, bức ảnh do vệ tinh quan sát trái đất của cơ quan vũ trụ châu Âu, Sentinel-2, lại cho thấy, không chỉ khu trục hạm Aegis tiến sát lưu ninh ở cự ly gần, mà có ít nhất 3 tàu khu trục dòng Perth khác của Hoa Kỳ cũng đang theo dõi lưu ninh. Cư dân mạng nước ngoài đã thu được các bức ảnh vệ tinh liên quan từ cơ sở dữ liệu nguồn tình bán mở, OSINT, đã nhớ vị trí tàu lưu ninh và năm tàu chiến hộ tống khác tiến đến phía tây nam của giải Musflesville. Có thể thấy, quân đội Mỹ được điều động để giám sát Liêu Ninh. Có ít nhất 3 tàu khu trục dòng Perth trong đội hình, được triển khai xung quanh Liêu Ninh ở cửa ly gần. Như trung hình, ba vòng tròn đánh số 6 là ba tàu của Mỹ. Số 1 là tàu Liêu Ninh, số 2 là tàu Hoàng Cương, số 3 là tàu Hồ Lân, số 4 là tàu Thành Đô và tàu Thái Nguyên, số 5 là tàu Nam Sương. Hiện tại, hạm đội 7 đã triển khai tổng cộng 7 tàu khu trục tên lửa dòng Park tại căn cứ Yokosuka, Nhật Bản. Tàu Liêu Ninh đã băng qua ở biển Miyako và đi thuyền về phía nam đến Tây Thái Bình Dương vào đầu tháng này và tiến hành các cuộc tập trận bên ngoài Đài Loan, thu hút sự chú ý của tất cả các bên. Trong đó, tàu Mỹ và Nhật Bản đang theo dõi sát sao và truyền thông phương Tây cũng theo dõi các báo cáo. Sau khi tàu Liêu Ninh bị nghi ngờ có hỏng hốc nên đã đứng im ở một vị trí trong gần một ngày. Một bức ảnh cũng được lan truyền trên Internet cho thấy một tàu chiến Nhật Bản nào đó đang bám theo tàu Liêu niên. Ủy ban Ngoại giao của Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua luật cạnh tranh chiến lược với nhiều điều khoản thân Đài Loan. Nội dung bao gồm quan hệ hợp tác trong nhiều mặt như an ninh, kinh tế, chính trị, cho thấy rõ Quốc hội Mỹ đã ủng hộ Đài Loan mạnh mẽ, không phân biệt đảng phá trong thời gian dài. Về việc này, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã bày tỏ chân thành hoan nghênh và cảm ơn do dự luật này sẽ được trình lên xét duyệt trong cuộc họp thường viện. Bộ Ngoại giao đài đang cũng sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo. Bà Âu Giang An nói, Những năm gần đây, như chúng ta đã thấy, quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ đã được sâu sắc hóa. Đây là điều các giới đều thấy rõ. Chúng ta cũng thấy được rằng, từ sau khi ông Biden lên nhậm chức tổng thống Mỹ đến nay, đã không ngừng dùng các hành động cụ thể để minh chứng Mỹ rất xem trọng và ủng hộ quan hệ đài Mỹ. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục quan tâm đến diễn biến tiếp theo của dự luật này và giữ liên lạc mật thiết với Quốc hội cùng các cơ quan hành chính liên quan của Mỹ để tiếp tục sâu sắc hóa quan hệ hợp tác, đối tác toàn diện của Đài Loan và Mỹ. Bà Âu Giang An chỉ ra, trong dự luật này có nhắc lại lời hứa của Mỹ với Đài Loan, ủng hộ năng lực tự phòng thủ của Đài Loan và đang đe Trung Quốc dùng vũ lực xâm phạm Đài Loan. Thông qua việc khởi động lại Hiệp định Khung về Thương mại và Đầu tư TIFA và ký kế kết Hiệp định Thương mại Tự do FTA, tăng cường quan hệ thương mại hai bên, ủng hộ Đài Loan tham gia vào hoạt động quốc tế, hỗ trợ đối phó với quyền lực sắc bén của Trung Quốc, cá thiện đa ngộ với chính phủ Đài Loan. Trong dự luật này cũng đã đưa vào nhiều điều luật thân Đài Loan mà Quốc hội Mỹ đang xét duyệt, như luật học bổng Đài Loan, làm sâu sắc thêm hợp tác giao lưu thực chất trong lĩnh vực chuyên môn và ngôn ngữ giữa hai bên. Luật tái bảo đảm lời hứa năm 2021 yêu cầu không được hạn chế đại diện chính quyền và binh sĩ Đài Loan sử dụng quốc kỳ và biểu tượng quân sự khi chấp hành công vụ nhà kinh tế học người Đài Loan Ngô Gia Long vào năm ngoái đã từng tuyên bố rằng Hoa Kỳ có ít nhất 10 cách để chống lại sự bành trướng hung hăng mang tính toàn cầu của Trung Quốc khi căng thẳng giữa hai nước tăng lên đến mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. Một Yêu cầu bộ thường chung Mỹ có thể hợp tác với các quốc gia khác để buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm cho đại dịch Covid-19 toàn cầu. 2. Huy bỏ quyền miễn trừ chủ quyền của Trung Quốc Một khi Mỹ tước bỏ quyền miễn trừ chủ quyền của Trung Quốc, người Mỹ sau đó có thể kiện chính phủ Trung Quốc về những thiệt hại kinh tế do đại dịch gây ra. Tuy nhiên, một số người đã chỉ ra rằng phương pháp này có thể dẫn đến việc Hoa Kỳ tự nó sẽ phải đối mặt với các vụ kiện trong tương lai sau khi thiết lập tiền lệ. 3. Xóa bỏ tường lửa của Trung Quốc Trung Quốc kiểm duyệt Internet tại Đại lục thông qua mạng lưới tường lửa vạn lý truyền hành, một phần mềm phong tỏa và lọc bỏ nội dung trên Internet. Mỹ có thể sử dụng Starlink, mạng lưới gồm 42.000 vệ tinh mà hãng hàng không vũ trụ Hoa Kỳ SpaceX dự định thiết lập trong những năm tới, để cho phép nhiều cư dân mạng Trung Quốc tìm hiểu sự thật về chính đất nước của họ. 4. Phá hủy hệ thống tỷ giá hối đoái liên kết tại Hồng Kông Một khi Mỹ cắt nguồn cung đô la Mỹ đến Hồng Kông, các kho dự trữ ngoại hối của thành phố này sẽ càng kiệt đến mức hệ thống tỷ giá hối đoái liên kết của nó sẽ không thể tiếp tục hoạt động, khiến đồng đô la Hồng Kông cũng như đồng nhân tệ mất giá. Nếu điều này xảy ra, các doanh nghiệp nước ngoài sẽ rút vốn khỏi khu hành chính đặc biệt này. 5. Loại trừ Hồng Kông và Trung Quốc khỏi hệ thống tài chính dựa trên đồng đô la Mỹ Vì đồng đô la Mỹ vẫn là loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, Mỹ có thể cấm các ngân hàng Trung Quốc và Hồng Kông chuyển đô la Mỹ cho khách hàng của họ. Điều này sẽ khiến thương mại của Trung Quốc và các quốc gia khác gặp trở ngại. 6. Tăng cường hoạt động quân sự trên Biển Đông căn cứ tàu ngầm hạt nhân lớn nhất của Trung Quốc được đặt tại Vịnh Gia Long ở đảo Hải Nam. Đồ sâu của Biển Đông cung cấp sự bảo vệ tự nhiên cho các tàu ngầm Trung Quốc và thúc đẩy Bắc Kinh xây dựng các đảo nhân tạo để tuyên bố chủ quyền đối với các khu vực xung quanh. Phản ứng của Mỹ rất quan trọng trong việc ngăn chặn nỗ lực bành trướng và tiếp tục đe dọa các quốc gia ven biển khác của Trung Quốc. 7. Áp đặt lệnh cấm vận dầu Mỹ có thể áp lệnh cấm vận dầu ở Biển Đông hoặc dọc theo y biển Malacca. 8 sứ phạt quan chức Trung Quốc. Dựa trên các quy định hiện hành với như đạo luật tự trị Hồng Kông và đạo luật Magnitsky, Mỹ nên tiếp tục áp lệnh trừng phạt đối với các quan chức cấp cao Trung Quốc vi phạm nhân quyền và đe dọa quyền tự trị của Hồng Kông. Cấm các thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhập cảnh tại Mỹ cũng sẽ là một lựa chọn. Chính từ bỏ chính sách một Trung Quốc, Mỹ có thể khôi phục mối quan hệ ngoại giao với Đài Loan và công nhận đây là một quốc gia và đó sẽ là một đoạn đánh cực lớn vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. 10. Thiết lập trật tự thế giới tự do mới Mỹ nên tiếp tục tập hợp các đồng minh của mình để xây dựng một trật tự thế giới tự do mới nhằm ngăn chặn chiến tranh và đạt được sự thịnh vượng lớn hơn cho tất cả. Sau quyết định rời khỏi Tổ chức Y tế Thế giới về các WHO, Mỹ có thể tái thiết lập những tổ chức mới, trong đó loại trừ Trung Quốc. Tác giả Joseph Bosco mới đây đã có bài viết với tựa đề Các thủ đoạn bành trướng gian dối của Trung Quốc Ông từng là giám đốc quốc gia về các vấn đề Trung Quốc trong văn phòng của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ. Đồng thời cũng là thành viên của Viện Nghiên cứu Hoa Kỳ Đài Loan và là thành viên của Ủy ban Cố vấn của Viện Đài Loan Toàn cầu. Sau đây là nguyên văn bài viết của ông đăng trên Thời báo Đài Bắc vào ngày 22 tháng 4. Từ hành động gây hấn kiểu lá cắt salami đến xâm lược theo bài đàn, Trung Quốc tiếp tục chủ nghĩa bành trướng thành công trong vùng xám ở Biển Đông, Biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan. Lá cắt salami là khái niệm đề cập đến một loạt các hành động nhỏ được thực hiện bởi Trung Quốc và Đài Loan. Các hành động này không đủ để gây ra vấn đề gì lớn, nhưng nó sẽ tốt từ lại dần để dẫn tới hành động lớn hơn. Trong khi điều chỉnh các hoạt động của mình để né tránh phản ứng đáng kể của phương Tây, Bắc Kinh đang tạo ra những sự đã rồi trên mặt đất, trên đại dương và trên không ở các điểm nóng của khu vực, đồng thời khuyến khích Bình Nhưỡng làm điều tương tự trên bán đảo Triều Tiên bất chấp lời hứa của chủ tịch trung quốc tập cận bình với chính quyền của cựu tổng thống hoa kỳ barack obama đại cộng sản trung quốc vẫn tiếp tục chiếm đóng lãnh thổ mà họ chiếm được từ philippines một đồng minh hiệp ước của hoa kỳ trái ngược với sự bác bỏ sâu sắc của tòa trọng tài liên hợp quốc bắc kinh vẫn xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo ở biển đông mà họ tuyên bố ngang ngược là một phần của lãnh thổ biển rộng lớn của mình thế giới đã bị phá hủy bởi sự táo bạo tuyệt đối của các chiến thuật kỳ công và sự chiếm đoạt biển cũng như đất liền ồ ạt chưa từng có. Nhưng không làm gì được trong thời kỳ chủ nghĩa bành trướng nhanh chóng này. Ngay cả cộng đồng môi trường đã từng hoạt động cũng hầu như im lặng trước sự tàn phá không mong muốn đối với các trạng sang hồ đã tồn tại hàng thiên niên kỷ. Tại phiên điều trần của mình, cựu ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã mô tả hành động của Trung Quốc là cực kỳ đáng lo ngại, giống như việc Nga chiếm Crimea. Ông đã đổ lỗi cho chính quyền Obama vì đã không thực hiện các bước để giải quyết tình hình. Ông Tillerson nói, việc không đáp trả đã cho phép họ tiếp tục đẩy mạnh việc này. Ông cung kết một cách tiếp cận mới táo bạo của chính quyền của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Cách chúng tôi đối phó với vấn đề này là chúng ta phải hiện diện trở lại ở khu vực với các đồng minh truyền thống của chúng ta ở Đông Nam Á. Chúng ta sẽ phải gửi cho Trung Quốc một tín hiệu rõ ràng rằng, thứ nhất, việc xây dựng đảo sẽ dừng lại và thứ hai, việc tiếp cận các đảo đó của các vị sẽ không được phép. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu của nhiệm kỳ, ông Trump đã chọn cách tiếp cận chủ yếu là nước Mỹ trên hết, tập trung vào thương mại khiến các đồng minh của Hoa Kỳ bật mình vì đã không làm đủ trong việc bảo vệ cá nhân và tập thể của họ. Không có hành động tiếp theo nào để ngăn chặn. Chuyên nói đến đảo ngược các hành động của Trung Quốc, của Hoa Kỳ, Liên Hợp Quốc hoặc cộng đồng quốc tế. Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ lúc bấy giờ đã bác bỏ một cách chế nhạo dự án xây dựng đảo Vạn Lý Trường Thành bằng cát. Chính quyền Mỹ tập trung vào việc từ chối Bắc Kinh chấp lấy cơ hội khai thác các yêu sách lãnh thổ bất hợp pháp của mình bằng cách kiểm soát sự tiếp cận của thế giới đối với Biển Đông. Hải quân Hoa Kỳ đã tiến hành một chiến dịch hoạt động tự do hàng hải mạnh mẽ, được bao rộng đáng kể so với những nỗ lực của chính quyền Obama yếu ớt và thất thường, nhằm thách thức các tuyên bố chủ quyền hàng hải của Bắc Kinh và giữ cho các tuyến đường biển luôn thông thoáng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu bằng cách đi theo cách tiếp cận của chính quyền Trump, thay vì quay lại với Obama. Đáp lại, trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đến khu vực này vào tháng trước, Bắc Kinh đã công bố một cuộc tập trận hạ quân lớn nhất từ trước đến nay, được thiết kế để cạnh tranh với cuộc tập trận vành đai Thái Bình Dương hai năm một lần do hạ quân Mỹ dẫn đầu. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc ngày 15 tháng 3 đưa tin, các bộ tư lệnh quân khu phía Bắc, phía Đông và phía Nam của quân đội Trung Quốc lần lượt tổ chức các cuộc tập trận định hướng chiến đấu ở Hoàng Hải, Biển Hoa Đông và Biển Đông. Cơ quan an toàn hàng hải ở Bắc Kinh thông báo rằng các cuộc tập trận chỉ riêng ở Biển Đông sẽ diễn ra trong cả tháng 3. Theo tờ thời báo Hoàng Cầu, Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nước này đã tổ chức một số đợt tập trận trong cùng một khu vực chung trong vài tháng qua. Đô đốc Mỹ Philip Davidson, tư lệnh về hưu của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Hồi tháng trước nói với Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Thượng viện rằng, cán cân quân sự ở Ấn Độ, Thái Bình Dương đang trở nên bất lợi hơn cho Hoa Kỳ và các đồng minh của chúng ta. Với sự mất cân bằng này, chúng ta đang tích lũy rủi ro có thể thúc đẩy Trung Quốc đơn phương thay đổi hiện trạng trước khi lực lượng của chúng ta có thể đưa ra phản ứng hiệu quả. Sự quyết đoán của Trung Quốc không chỉ giới hạn trong lĩnh vực hàng hải. Trong vài năm qua, nó đã bắt đầu một loạt các chuyến bay quân sự tăng tốc, chạy ngang và băng qua đường trung tuyến của e biển Đài Loan sau đó mở rộng sang vùng nhận dạng phòng không được của Đà Loan. Tần suất và phạm vi của các cuộc xâm nhập đã được mở rộng và chính quyền hóa một cách có phương pháp. Điều này làm cho mỗi lần vượt qua dường như ít đáng chú ý hoặc ít khiêu khích hơn, đồng thời thu hút các nguồn lực đáp ứng của Đài Lan trong một chiến dịch tiêu hao không ngừng. Để tránh làm kiệt quệ nhân sự và hao mòn trên thiết bị, Đài Loan không còn điều động máy bay của mình cho mỗi sự kiện và thay vào đó là giám sát các chiến động từ mặt đất. Nó truyền tải hình ảnh Trung Quốc hành động thường xuyên trên không phận của mình với Đài Loan, chỉ là người quan sát hiện trường. Kỹ thuật cắt lát salami đã dần dần mở rộng thành một kiểu bay lượng trên không. Khi máy bay Trung Quốc tiếp cận Đài Loan, đồng thời ở các độ cao khác nhau và từ các hướng khác nhau, bao bọc Đài Loan trong một mạng lưới hoạt động không quân đa dạng, mô phỏng một cuộc tấn công thực tế của Trung Quốc. Đô đốc Mỹ John Aquilino, tân chỉ huy khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, tháng trước đã cảnh báo Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Thượng viện Mỹ rằng mối đe dọa đối với Đài Loan thậm chí còn gần hơn so với nhiều người trong chúng ta nghĩ. Bắc Kinh đã và đang theo đuổi một chiến thuật bày đàn tương tự trên mặt nước để gây áp lực cho tuyên bố chủ quyền của họ đối với quần đảo Senkaku của Nhật Bản, mà Trung Quốc gọi là quần đảo Điếu Ngư, mà Đài Loan cũng có tuyên bố chủ quyền. Họ sử dụng một đội tàu đánh cá được bảo vệ bởi lực lượng bảo vệ bờ biển của Trung Quốc. Lực lượng này gần đây đã được cấp quyền lực mới để sử dụng vũ lực để bảo vệ các lợi ích mà Trung Quốc yêu sách. Các cuộc xâm nhập của Trung Quốc vào vùng biển Nhật Bản đã diễn ra trong nhiều năm. Nhưng số lượng và cường độ gia tăng của các hoạt động cho thấy khả năng việc đổ bộ tràn ngập này được đưa vào mục đích quân sự. Hàng loạt tàu cá và tàu bán quân sự cũng đang tiến vào trong vùng biển Philippines, khiến chính phủ nước này gặp tình thế khó khăn về cách ứng phó. Tại một số thời điểm, sự tập trung của các đội tàu đánh cá, tàu hải quân và tàu bán quân sự ở một hoặc nhiều điểm chấp nhoáng của khu vực có thể tạo thành một cuộc phong tỏa hoặc cách ly hiệu quả, và chỉ cần một bước là có thể đổ bộ lực lượng xâm lược. Tùy thuộc vào tính chất vũ trang của nhân viên điều khiển các con thuyền. Tuy nhiên, tình hình sẽ đủ mô hồ để gây nhầm lẫn cho các nhà chức trách ở các quốc gia mục tiêu và các quốc gia hỗ trợ. Những tình huống tạm thời hoặc nhất thời có thể sẽ dễ dàng biến thành sự hiện diện lâu dài của Trung Quốc mà chỉ có thể bị phá vỡ bởi hành động quân sự công khai. Sau đó sẽ kích hoạt một phản ứng quân sự chính thức của Trung Quốc bị gán cho là kẻ xâm lược trong một kịch bản xung đột vùng xám như vậy sẽ ức chế đáng kể hành động phục hồi của các quốc gia khác. Như tôn tử và học thuyết của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ dẫn, Trung Quốc khi đó sẽ chiến thắng mà không cần chiến đấu. Để ngăn chặn kết quả như vậy, ông Biden và nhóm an ninh quốc gia của ông phải tuyên bố công khai rằng Washington sẽ giúp bảo vệ Đài Loan, Nhật Bản và Philippines trong bất kỳ trường hợp nào. Một tin eo biển Đài Loan của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo